The best part about FHA is that, you know, 3.5% down, and lender can help you with the closing costs if you need it, you know. So basically, a lot of time people just need to come up with a 3.5% down, and closing costs could be like 8,000-9,000, and lenders can help with that. So then you don't have to worry about having more money for the down payment. VA loan is a veteran loan. Basically is a zero down, but you have to qualify, you have to serve the military in order to have it. Thì trong những cái chương trình loan nó bao gồm như là FHA loan hay là VA loan. FHA loan nó thường đó là do của chính phủ họ tài trợ, thì họ không có cần nhiều down, khoảng chừng 3.5% của cái giá trị mình mua nhà là ok rồi. Và những cái chương trình này nó hỗ trợ cho những người mà có điểm tín dụng xấu, low credit score, nói không là cũng có thể hội đủ điều kiện để mà mượn tiền để mua nhà. Và nói luôn á thì như nói á, là họ có rất cái điều rất là hay á, là không cần nhiều tiền down, chỉ cần 3.5% down là mình có thể để mượn tiền mua nhà. Và những cái tiền thủ tục giấy tờ đời này nọ đó thì những cái ngân hàng mà họ cho mượn theo cái dạng FHA họ sẵn sàng họ hỗ trợ trong cái việc mà trả những cái lệ phí mà làm giấy tờ. Thì VA loan là một cái thể loại VA, một cái thể loại loan mà dành đa phần là dành cho những người ở trong quân đội, phải không? Hoặc là làm cho quân đội hay là gia đình đồ này nọ có người ở trong quân đội. Thì những cái chương trình này thì cũng có những nhà băng họ hỗ trợ, họ bảo trợ. Thì thường không có cần phải có nhiều down. Thí dụ mà như vậy thì cái VA loan nó toàn là có thường là chấm lãi cỡ khoảng chừng bao nhiêu? VA loan thì chấm lãi nó cỡ cũng cỡ 2.875 đến 3 chấm thôi. Cái VA loan nó ngon được cái là không cần tiền down, với lại nó không có đặc biệt cái là interest nó thấp, với lại nó không có MI. Dù mình mượn 100% luôn nhưng mà nó vẫn không có, nó không có cần private mortgage insurance. Okay, that's good. Okay. Thì conventional loan. Conventional loan is, you know, the most popular loan to get due to the fact that it used to be 20% down, but that is no longer the case because nowadays they have something called private mortgage insurance, and also they can also remove the PMI as well. Conforming loan, usually they have a limit, loan limit about 548,250 with a good interest rate. And if you need to go a little bit higher, they call it a high balance or a jumbo loan. Loan limit from there is like 548,251 to 822,373. Interest a little bit higher than conforming loan limit, usually about a quarter. Super jumbo loan, anybody want to obtain a super jumbo loan is exceeding the conventional limit, which is about 822,374 to $3 million. Here's the best thing about conventional loan. You can purchase a house with 10%, 15% down, and you have an option of no mortgage insurance. So you don't have to wait till you get 20% down to buy a house. Ok, thì như anh Toàn nói đó thì có rất là nhiều thể loại loan. Nhưng mà cái mà gọi là nhiều người sử dụng nhất á, gọi là cái conventional loan. Thì conventional loan bây giờ á, thực sự mình không cần phải có 20% down nha quý vị. Có nhiều người không có rõ về cái vấn đề này, cứ nghĩ là mình lúc nào mua nhà cũng phải cần 20% down. Nhưng mà tại vì người ta nghĩ là nếu mà không có 20% down, dưới 20% là mình bị trả một cái tiền gọi là bảo hiểm nợ. Thì nó gọi là private mortgage insurance. Nhưng nói bây giờ có những chương trình dưới 20% down mình cũng không cần phải trả cái tiền PMI hay gọi là cái tiền nợ của bảo hiểm nợ. Và những cái số tiền này nhiều khi lender họ có thể họ gọi là họ mua luôn. Ok, họ purchase luôn, họ buy out luôn. Buy out có nghĩa là họ trả luôn cho mình cái số tiền đó. Thì để hỏi anh Toàn cái này, có nghĩa là thí dụ mà cái tiền bảo hiểm nợ đó, thì thường á, là mỗi tháng mình trả một số tiền, thí dụ mà mình không có buy out thì mình trả một số tiền đúng không? Rồi sau đó thì nhà băng á, thì họ hay là ngân hàng á, họ tổng kết lại, họ phỏng đoán là bao nhiêu năm là mình sẽ trả hết, mình sẽ nâng cái nợ của mình từ dưới 20% lên tới 20% hoặc trên 20% để khỏi bị trả cái PMI nữa. Và họ tổng kết cái đó thành một cái số tiền và họ mua luôn cái đó của mình, có nghĩa là họ trả luôn cái số tiền cái đó của mình, có đúng không anh? Đúng. Giống như là
Hồi xưa nếu như mà ai mượn giống như 85% hay là 90% hay là 95% á, thì mỗi tháng họ trả tùy theo cái credit với lại tùy theo cái loan to value á, là mình trả từ 80 đồng cho đến 200 mấy, 250. Nhưng mà nếu như mà mình có đủ 10% down to 15% down á, thì lender sometimes nó cộng lại hết, nó buy out, nó gọi là one time buy out. Either có nhiều chỗ lender thì nó buy out cho mình, có nhiều chỗ nó bắt borrow phải buy out. So mình ai cũng có option đó hết. Nhưng mà some lender they will buy it out for you. So then this way cái payment của mình nó thấp hơn hàng tháng, nó khỏe hơn cho mình. Ok, thì cái đó rất là hay nha quý vị. Nhớ không hẳn mình cần phải có 20% down mình mới được hội đủ điều kiện để mình mượn loan nha. Dưới 20% mình vẫn được hội đủ điều kiện. Nhiều khi 10% hoặc 11% vẫn được và mình cũng không cần phải trả cái tiền PMI. Conforming loan á, thì thường á, là cái giới hạn của nó tối đa đó là 548.250 đồng cho cái tổng số nợ ha. Và họ nó có rất là nhiều good lãi suất nha, lãi suất tốt nha. Những cái nào mà trên 548.000 cho tới 822.000 á thì nó gọi là high balance hay là jumbo loan. Cái lãi suất thì tương đối nó hơi cao hơn một chút nhưng mà khoảng chỉ độ khoảng chừng 0.25 thôi, có nghĩa là a quarter of a point thôi. Ok, super jumbo á, là những cái gì mà nó trên 822.000 cho tới all the way to 3 triệu, 3 million. Ok, so như anh Toàn nói đó, cái the best thing about the cái conventional loan á là mình không cần phải chờ cho tới khi mình hội đủ điều kiện 20% down, mình 10%, 15% là mình cũng dư sức mượn được và mình không bị trả cái tiền PMI. Ok, quý vị nên nhớ nha, đừng có vì cái nghĩ suy nghĩ là mình cần phải có 20% mình mới mua được, thì cái đó mình sẽ mất thời gian rất là nhiều. Sau đó nó có nhiều cái they have other kind of loan too, like investment loan. Investment loan, buying an investment is very easy nowadays. Even if you already have a house, due to investment property allow proposal rental income to offset the mortgage payment. So you can keep qualifying to buy more investment if necessary. This other option, if let's say your credit is bad or your job cannot support, there's something called private money loan. Private money, the interest is much higher, but the term is much shorter. On average, it's only like from 1 to 3 years, but then you have to pay them off afterward by refinancing or something like that. So it's good for like a small loan amount, or let's say if you really need to buy now and 2 years later, you can also refi. Seller finance loan. This is very popular. Back in the day, people used to do a lot of seller financing. Basically, the seller is funded the loan for you, but then you have to some way somehow refinance in 6 months or a year to give them the money. Ok, thì như nói ngoại trừ ra những cái thể loại loan mà coi như là traditional thì nó có những cái loại loan như là investment loan. Thì đôi khi có những anh chị em mà muốn mượn nợ mua nhà lần đầu, ví dụ mà không có hội đủ điều kiện á, đôi khi mình cũng có những chiêu thức hay là đường lối mình làm, mình convert một cái loan traditional và theo qua mượn theo cái dạng và investment loan. Thì mình nói là ok, mình mua cái nhà đó nhưng mà một phần trong cái nhà đó mình sẽ cho mướn ra, như vậy đó thì mình có lại có thêm một số income mình đi vô để mà mình hội đủ điều kiện mình mượn một cái loan. Chứ nhiều khi có những anh chị em thì về tài chính không có đủ coi như là thoải mái á, thì nhiều khi cũng vẫn không có hội đủ điều kiện để mượn một cái loan mua. Thành thử ra nhiều khi cái chiêu thức của mình đi á là mình mượn một cái investment loan nhưng mà để mua cái nhà đó mình ở một nửa hay mỗi một phần để cho mướn ra một phần, thì cái đó là một cái dạng như là một cái dạng shortcut như vậy. Thì nói chung cái đó là một cái thể loại nếu mà ai mua nhà gọi là primary home hay là first time home buying. Còn ngoại trừ ra những cái người mà những anh chị em nào mà đã có nhà thì cũng có thể mượn thêm cái investment loan để mà mình mua thêm những cái nhà để mình đầu tư cho mướn rồi này nọ. Thì đa phần những cái loan này nó đề cập tới là những cái thu nhập từ cái nhà đó, cái nhà cho mướn đó, thì nó tính độ khoảng chừng 75% cái tiền income, cái tiền thu nhập của cái nhà đó, đúng không anh Tập? 75% đúng không? Ok, thì ngoài trừ ra thì nó có một cái gọi là private money loan. Thì cái này là cái những người private lender, họ có tiền, họ sẵn sàng cho mình mượn.
Thì thí dụ có những anh chị em nào đó có coi như là không có đủ qualify để mà mượn cái traditional loan, thì mình có đủ tiền để mình down nhưng mà mình bị thiếu một chút xíu, thí dụ nói là 100 ngàn, 150 ngàn, 200 ngàn, ok, và bây giờ mình đi ra nhà băng không cho mình mượn, thì một cái cách khác á, là mình có thể mượn từ private money. Mình mượn xong cái đó mình biết rằng á, là trong vòng 1 tới 3 năm khi mà mình có đủ tài chánh á, mình có thể refinance lại. Okay. Thì cái này nó cũng hỗ trợ luôn cho những anh chị chẳng hạn như đang gặp những cái khó khăn về thuế má, chưa khai thuế hay là khai thuế không đúng hay là cần phải sửa chữa điểm tín dụng từ này nọ. Thì những cái đó nó cũng cần mất khoảng chừng độ 1 năm, 2 năm. Thì mình biết cái thí dụ mà sau 1 năm, 2 năm mình có thể hoàn toàn là đứng vững trên cái tài chánh á, thì mình có thể mình đi cái gọi là private money, mình mượn cái số tiền thấp. Ok. Mặc dù cái lãi suất nó cao nhưng mà at least á, nó hỗ trợ cho cái công việc mình mua nhà. Thì khi mình mua nhà xong á, thì cho mình nhắm độ 1 năm, khi mà tài chánh mình ổn thỏa, điểm tín dụng mình tốt, không có bị thiếu nợ thuế má đồ này nọ, thì lúc đó mình có thể đi ra ngân hàng mình mượn tiền để mà mình trả đứt cái private money này nha. Và cũng có một cái chương trình khác gọi là seller finance loan. Cái dạng này là giống như là chủ nhà họ cho mình mượn tiền. Ok, thì chủ nhà bắt buộc là họ thường á, nó có cũng có nhiều đường đi, nhưng mà tốt nhất là chủ nhà mà có một căn nhà đã trả đứt á, thì họ có đủ quyền để mà họ cho, như quyền sở hữu để mà họ cho mình mượn cái tiền để mà mua nhà của họ, và cũng có những cái điều lệ tương đối giống gần giống như là của ngân hàng khác. So loan program in depth, what are they? FHA, basically why people go FHA, bad credit, and then basically 3.5% down payment, have to pay for FHA mortgage insurance monthly, must have sufficient income to qualify, lender can help with all the closing costs if needed. VA loan is for veteran only. Since you serve the military, you get the benefit of 0% down payment. Conventional loan, 10% down, 15% down, or 20% down. No monthly mortgage insurance. Conventional loan must have good credit to obtain. The monthly mortgage payment will be easier than FHA loan. Investment loan, similar to conventional loan, but with higher interest rate and more down payment. Private money loan, different lender have different term and rate on this one. On average, they require you to do have at least 30 to 40% down. Seller finance loan, term and rate is basically agreement and negotiate between the seller and the buyer. Okay, thì nói chung á là những cái thể loại loan này nó có những cái thông tin mình cần phải biết, như là đã nói từng nói qua, FHA là chứ không phải 3.5% down, và cái này là cần we have to pay mortgage insurance monthly for this one, right? Yeah, it's Okay, forever also. forever until you pay off the loan or you refinance the loan to conventional, right? Okay. Thì khi mà đi cái FHA loan đó thì mình có thể down 3.5%, nhưng mà mình lúc nào hàng tháng cũng bị dính một cái gọi là tiền tiền bảo hiểm nợ ha. Và như nói mình cũng phải có đủ cái income để mà mình qualify, chứ không phải là muốn mượn nợ là mượn được, mình phải có job đồ này nó stable. Ok, lender can also like trả cho những cái tiền tiền giấy tờ rồi này nọ. VA loan như nói nó chỉ là cho những quân nhân. Ok. Thì những người nào mà trong gia đình có, ví dụ vợ chồng này mà có làm ở trong quân đội, thì cũng có thể hội đủ điều kiện mua cái nhà mà không cần phải trả một đồng nào để down payment. Thì như nói conventional loan 10, 15, 20 để mà đặt cọc ha. Và như nói luôn là nhớ nói là không không cần bị trả cái tiền PMI. Cái này rất là có lợi, những ai mà hội đủ điều kiện thì nên suy nghĩ cái này. Và thực sự trong cái thời điểm này là cái thời điểm gọi như là seller market, thì ví dụ mà anh chị em nào mà có 20% down tốt, không có gì hết, nhưng trong cái thời điểm này là cạnh tranh rất là nhiều. Nhiều khi mình dùng cái chiến thuật gọi là mình giảm cái tiền down xuống, thay vì mình đi 20 mình giảm xuống 15 hoặc giảm xuống 10 để mà mình có được một cái số tiền lớn hơn để mình mua được cái nhà, để mình đấu với những người khác để mua cho bằng được cái nhà, phải không? Thì thời điểm này nó cạnh tranh rất là lớn. Nếu mà mình không có đủ purchase power, cái số tiền mà mình mua cái nhà nó không có đủ cao,
thì mình không có đủ nhà để lựa và mình không có dễ dàng cạnh tranh với người ta. Mình thử cái chiêu thức mà giảm cái down payment xuống á, nó là một cái chiêu thức khác để mà mình hỗ trợ cho mình trong cái vấn đề mà mua nhà nha. Rồi investment loan thì cũng vậy, có những cái điều kiện cũng như cái lãi suất đồ này nó cũng gần gần tương đối với lại conventional, nhưng mà nó đòi higher down payment. Private money cũng vậy, tùy cái lender họ có những cái điều kiện khác nhau. Seller finance cũng vậy. Ok, nhưng mà nói về seller finance thì những cái term hay là những cái lãi suất thì đều có thể coi như là mình trả giá với nhau được. So today we're gonna go over the requirement. VA, FHA, conventional and investment loan. Most of the popular term is the 30 years and 15 year fixed. However, there are some in between two for the 25 years and 20 years for conventional. This loan don't have prepayment penalties at all. Nowadays, only private money, they have prepayment penalties. Fannie Mae, Freddie Mac, they don't allow that anymore. So however, all the purchase and refinance must have at least 6 mortgage payment before paying off the loan or refinance again. Usually, anytime you're buying a house or you refinance, make sure you make 6 payment before you pay it off or refinance again. Otherwise, there's a recast on the loan. It's very complicated. So try to stay away from that. Private money loan, collateral usually is the purchased properties. So seller financing, just basically agreement between the seller and the buyer. Thì nói đây là những cái điều kiện cần thiết để mà mượn những cái chương trình loan này như là VA, FHA hay là conventional cũng như investment á, thì thường họ có thể đi là 30 năm, 15 năm, đôi khi cũng có thể đi 20 năm, 25 năm. Những cái thể loại loan này thì nó đòi hỏi nó không có bắt buộc mình khi mà mình muốn refinance hoặc là mình muốn trả đứt luôn á, nó không có, mình không có bị gọi là bị cái penalty ha. Và nói luôn cái traditional loan này nhiều khi nó đòi mình phải trả trước 6 tháng trước khi mà mình refinance hoặc là mình pay off. Private money thì đa phần nó là khi mình mượn một số tiền tương đối nó nhỏ, thì cái cách phương thức mà họ cho mình mượn đó là họ muốn coi như mình thế chấp cái nhà, phải không? Thì nó cũng gần giống như là nó là một cái deed, một cái như cái thay đổi cái deed trong hôm qua Mượn nói trong cái lớp học về bất động sản. Ok, thì mình họ thế chấp cái nhà mình để họ cho mình mượn cái số tiền đó. Thì về seller finance cũng vậy, tất cả mọi thứ đều có thể trả giá được không? Along with the benefit of all this loan, VA, their benefit is basically loan have no down payment and no private mortgage insurance. So they're the best, but you have to be in the military to get it. FHA benefit, 3.5% down payment, and you can get help with all the closing costs you need if you needed to. Conventional loan, if you have a good credit and have a minimum of 10 to 15% down, lender can give you an option of no mortgage insurance. Private money, quick money and easy approval. Seller finance, a chance to own a house even if bank don't qualify you and you just have to refi later and pay the seller off. Thì nói những cái gì mà hồi nãy giờ mình đã nói về những cái thể loại chương trình nợ thì mình cũng đã nhắc qua. VA thì không cần phải down payment, không bị trả cái private mortgage insurance. FHA thì mình phải bị trả cái đó, nhưng mà mình có thể mình down 3.5%. Conventional thì phải có điểm tín dụng tốt, 10-15% cũng đủ để mà down, không bị cái mortgage insurance. Private money thì dễ dàng để mượn nhất, ok, nhưng mà cái lãi suất nó tương đối nó cao. Đó, thì những anh chị em nào mà không có mượn được từ nhà băng ngân hàng thì private money cũng là một cái giải quyết tốt. Seller finance thì như nói là nó rất là dễ để mượn nếu như mà cái người mà mình mua nhà họ đồng ý cho mình mượn á, thì nó không có khó nếu mà những cái nhà băng họ không cho mình mượn. Để coi trước khi mà mình move qua tiếp, có một vài anh chị em có câu hỏi ha. Jason có hỏi là Jason has a question. Can we rewatch this later? Okay, cái này mình có thâu lại ha. I do record this video so you can rewatch it later.
Lom, on Lom, hai mừng anh Toàn. Người có credit score tốt nhưng thu nhập ít thì có qualify cho FHA loan không? Credit score xấu là dưới bao nhiêu? Thu nhập thấp là dưới bao nhiêu? So the question is, the person who have a good credit score but low income, so does he or she qualify for the FHA loan? If credit score is bad, then what is bad mean? Okay, what is the minimum? Okay, if it's the income is low, what is the minimum? So there's like three questions for this. So the first one, I repeat it again. If someone have a good credit score but low on income, can that person be qualified for FHA loan? So FHA loan is good in a way that the down payment is low, but you have to have income to qualify. The best thing about FHA is that you can add on a cosigner, non-occupant, if you needed to. You can have up to like 3-4 people on the loan just to qualify for a house if you needed to. Okay, so the question is that when the income is low, what is it? Is there a number? Is there like a minimum? Well, they. Basically, FHA and conventional, they qualify the same way. Your income have to qualify to obtain a loan. But the ratio for FHA, they set higher. Like conventional, on average, they set about only 45% of your income. But FHA, they go up to 57%. So you still have to qualify some way, somehow. But, the income they set for FHA is a little bit easier, but you still have to qualify based on the number. Okay, so what it say is that your DTI, debt to income ratio, for conventional minimum is is it minimum or maximum? Maximum about 45. Maximum is 45, right? For FHA is 75? 57. Oh, I'm sorry, 57. Yeah. Okay, it's 57. Thì để trả lời cái câu hỏi của anh ha, là thí dụ mà mình có đủ credit score tốt, ok, mà thí dụ mà thu nhập của mình á trên cái nợ, thu nhập trên nợ là DTI, ok, cái thì đó, thí dụ mà thường mà những cái chương trình vay nợ thường là có khoảng chừng 45% đổ xuống, ok, là cái ratio nó phải thấp như vậy. Còn mà FHA á, thì nhân toàn nói là mình có thể tới 57% đổ xuống. Ok, thì mà trên 57% thì nhiều khi FHA nó không có cho mượn ha. Và cái đó là trả lời câu hỏi cái đó. Còn Alice, Alice has a question. How much is the mortgage insurance compared to loan amount? So on average, the for FHA is 0.85%. So let's say if you borrow a, let's say $400,000 loan, right? Let me see. $400,000 loan. 10.0085 divided by 12. So on average monthly for the FHA, you have to pay $283. Okay. Thì như Toàn nói đó thì cái tỷ lệ mà đóng cái bảo hiểm nợ đó thì khoảng chừng 0.08 0.08 hay là 0.8? No, 0.85. 0.85%. Đúng rồi, 0.85%. Thì cái đó là 400.000 cỡ 283 đồng tháng. Cỡ 283 đồng tháng. Một cái 400,000 is about $283 a month. Okay. Right. So that is all the questions. Okay, so let's move on. So here come the disadvantage. For FHA loan, there's always an upfront mortgage insurance finance into the loan. They call it upfront MIPS. It's a 1.75. It's a one-time thing they finance into the loan. And also, this makes the loan amount a little bit higher, and you have to pay monthly FHA mortgage insurance. VA loan, they don't have any of those. VA loan, they don't have upfront MIP. They don't have the mortgage insurance, but they do have funding fees, table funding fees. Mm-hmm. And then conventional is the best program out there. But it's the guideline a little bit more strict,
and they have a little bit more requirement. However, you know, there's benefit to it. Private money is a high risk. So basically, usually private money, why they have high risk? Because they have 1 year PPP, 2 year PPP, or 3 year PPP. So those are prepaid penalties, and they also have balloon. So usually the balloon 1, 2, or 3 depend on your agreement with them. It's high risk of a turnover of the loan. If you cannot refinance the house, they literally can just take your house because the balloon pop. Okay, seller finance, high rate and higher monthly mortgage payment. Ok, thì đây là những cái điều coi như là không tốt về những cái loan này nói chung. Nói không thì mình cái gì mình cũng coi thử cái những cái điểm tốt và những cái điểm lợi và những cái điểm bất lợi. Thì FHA á, thì nó đòi hỏi là một lần tổng số của cái bảo hiểm nợ và nó sẽ cộng vào cái loan của mình. Ok, thì nó làm cho cái loan của mình hàng tháng mình trả cao hơn. Ok, còn VA á, thì phải là người trong quân đội thì mới có thể mượn được cái đó. Muốn mượn được những cái khoản nợ của conventional á, thì mình phải hội đủ điều kiện để mà mượn, chẳng hạn như là thu nhập, rồi công an việc làm, nhiều khi đòi phải W-2 về 2 năm, rồi và những cái đòi hỏi điều kiện khác tương đối là nó hơi khó hơn những cái loan khác. Nếu mà mình tài chánh mà ok thì dư sức mình có thể mượn cái conventional, còn không thôi là mình cũng rất là khó để mà mượn ha. Private money, mặc dù nó là dễ dàng nhưng mà nó là một cái rất là rủi ro. Những người nào mà có thể chịu đựng được cái rủi ro đó và phải có những cái kế hoạch để mà làm sao mà mình refinance lại thì private money á mình mới nên lấy, còn không thì nó sẽ có những cái rủi ro đáng kể nha. Seller finance thì nói chung là cái sự đồng ý giữa hai người thôi, người bán và người mua, thì thành tựu ra họ có thể set những cái lãi suất tương đối cao, và cái lãi suất cao cũng đồng nghĩa với lại cái tiền hàng tháng mình trả cao ha. So why one should consider one loan over the other? A lot of people use FHA loan to purchase a house with only 3.5% down. You can go look for a house. Lender will help you with the closing costs. Actually, this is actually a very good program that I know. I have like a lot of clients back in 2015 when they were thinking about, oh, I only have 3.5% or 5% down. I can't really go buy a house. But we told them just go buy it, and maybe down the line you can always refinance. And they're so lucky, because back in 2015 when they buy a house, literally house only like in the what $300,000 to $500,000 at the time, and now suddenly everybody that obtain an FHA loan have 20 to 30% down because their house worth about $600,000 to $800,000 now, and basically they can refi to conventional, just remove the monthly FHA insurance. Suddenly the $283 go away, you know. But it's good in a way. FHA, I saw like later down the line, if you have more equity, you can also refi. Or when you have more money, you can always put it in and refi to get rid of the FHA monthly mortgage insurance. If you have good credit and a stable job, at least of 10% down or 15% down, getting a conventional loan would be a lot better, because no private mortgage insurance on some lender. Some lender, Tanya, because a lot of lender out there, they don't want to buy it out because that will hurt their profit. So there's some lender that they're willing to buy it out for you, or you buying out yourself. Okay, thì như anh Toàn nói đó là thời điểm trước cách đây khoảng năm 7 năm thì cái những cái người mà mượn nợ đi theo cái chương trình FHA á thì nó có một cái điểm lợi là họ down 3.5%, nhưng mà khi mà bắt đầu giá nhà giá thị trường nó tăng thì những cái người đó thay vì chỉ nợ có chỉ có down được 3.5%, thì khi mà họ reassess lại, họ tính lại á, giá trị nhà đó, thì họ có thể tăng lên tới 8%, 10%. Thì vì như vậy đó, họ hội đủ điều kiện để họ có thể refinance lại, tái tài trợ lại cái nợ của cái nhà. Thì lúc đó họ đi cái conventional. Đúng không? Thì cái đó là những điểm tốt. Nhưng mà thí dụ mà cái thời điểm này mà ai mà đi mua mà mượn FHA thì chắc cũng mệt. Đúng không? Mà thí dụ mà tương lai mà thị trường nó có thay đổi thì nó cũng là một cái điểm nhức đầu. Thì nói cái điểm, những cái điểm lợi mà của cái mình đi cái conventional thì nói chung là cái down payment mình có thể giảm, miễn là mình có được good credit score,
stable job rồi này nọ, thì đi down payment lúc nào cũng là cái chương trình tốt nhất nha. Và cũng vì vậy có những cái lender, những cái nhà băng họ cho, họ có thể họ mua cái PMI của mình, nhưng mà có nhiều nhà băng họ cũng không có mua nha, tại vì nó có ảnh hưởng tới cái lợi ích của họ, thành thử ra họ cũng không có làm. Thì thành thử mình nên tìm hiểu nhà băng nào họ chịu mua cái PMI của mình. Thì phải nói luôn thì vẫn làm với anh Toàn rất là nhiều và vẫn hỗ trợ cho rất là nhiều thân chủ của mình. Thì công ty của anh Toàn là một trong những công ty mà sẵn sàng mua luôn cái PMI của quý vị nha. PMI buyout. What's the minimum down payment to have a PMI buyout? To tie a PMI on a conventional loan, this is a monthly PMI or no PMI. No PMI means either the lender buy it out for the client or the client can buy it out themselves, but require at least 10 to 50% down and a good FICO score. Ok, thì như nói là có khi mà nói cái vấn đề mà bảo hiểm nợ insurance á, bảo hiểm nợ á, thì nó có hai cái thể loại. Ok, một là mình trả theo hàng tháng hoặc là mình không trả đồng nào luôn. Khi mà mình nói mình không trả đồng nào PMI thì một là mình tự bỏ tiền của mình ra để mà mình trả cái đó upfront. Ok, thì như toàn nói thí dụ mà nói 200 mấy một tháng đi thì mình nhân lại. Ok, thí dụ mà nói nhà băng nó nói là cho mình là 2-3 năm, okay, thì họ tính tổng số rồi cho mình bỏ tiền túi ra mình mua. Hoặc là cái những cái lender mà họ đồng ý mua thì họ mua cái đó thì mình không có tốn đồng nào hết. Thì cũng nói luôn, khi mà mình đã có bị PMI á, either là mình mua, mình bỏ tiền túi mình trả hoặc là nhà băng họ trả, thì mình đã đi dưới 20%. Mà khi mình đi dưới 20% thì cái số nợ của mình nó tăng lên, thì cái tiền hàng tháng mình trả thì nó cũng tăng lên đôi chút, chứ không phải là nó là nằm ở cái mức độ 20% nha. Thí dụ mà nói mình đi 20%, mình trả 2.000 một tháng, ok, còn mình đi 15%, đi 10% thì có thể hàng tháng mình trả là khoảng chừng độ 2.200, 2.300, phải không? Thì cái tiền trả hàng tháng tương đối nó tăng cao hơn một chút. No PMI mean either the lender's buyout. Ok, thì cái mình đã cũng đã nói, thì nhớ là đi 10 hoặc 15% thì cũng có lender họ mua cái đó của mình nha. Credit score. What is the minimum credit score to qualify? VA and FHA, minimum credit score about 640. Conventional loan goes at low as 620. However, to obtain a buyout on PMI or having a low monthly PMI, borrowed credit must be a lot higher. Credit, usually like anything from 700 to 719, they call it average. 720 to 739 is considered good. 740 to 760 is excellent. Anything from 761 to 800, that's kind of like the best FICO. So you can ask for pretty much anything you want there. Yeah. On the side, I saw someone chat say, can conventional loan use a two or three person? This is actually a very good question, because a lot of people interest in getting a conventional loan with a 10 or 15% down, but let's say by themselves or with another person, they cannot qualify. Actually, I saw like a lot of family, they put four person on an application just so they can qualify. So a lot of time, you know, just by yourself or husband, let's say you don't qualify, you can bring in your mom and dad, or let's say your brother and sister. You can have up to four people on the loan, just so it's easier to qualify. Nowadays, sometimes you see two family buying a house. Technically, let's say a four or five bedroom house costs about, on average, what, $700,000 to $900,000. It's very hard for one family to afford, but it's easier for two family to afford, and they live together. It's more comfortable that way compared to go rent an apartment or a condo, right? So is that mean that they can be, you know, three or four people on the loan, but yes, are they required to be on the title as well or not? They can be on the title as well. They need to be on the title as well. But here's the thing. A lot of time, people, you know, take off the title in 6 months or 7 months, because usually the loan, they only audit the first 6 months only, so they can take it off. So let's say if your brother and sister co-sign for you now, just so you can get a house,
later they can still get a house if they want to by, you know, there's something called if it show that the brother and sister 12 months cancel check, right? Showing that the brother and sister make everything and they never make any mortgage, then basically we can omit them from the debt to so they can qualify for a house on their own. Okay. Mm-hmm. Thì như nói ở đây thì đây là một số điểm tín dụng cần thiết để mà có thể hội đủ điều kiện để mà mình mượn trong những cái chương trình loan này nha. Thì ví dụ mà nói VA hoặc là FHA thì cái điểm mà gọi là tín dụng mà trung tối thiểu nhất là 640 điểm nha. Conventional loan thì nhiều khi cũng có thể đi thấp hơn 620. Ok, nhưng mà thí dụ mà muốn không có bị trả cái tiền PMI này nọ thì cái điểm tín dụng tương đối phải cao hơn một chút, từ 700 tới 719 cho trung bình, 720 tới 739 là điểm tốt, 740 tới 760 là khoảng cái khúc này á, là gọi là gần như là tốt nhất. Nhưng mà ai mà còn tốt hơn nữa đó là từ 761 trở lên thì có những cái lãi suất đồ này nọ thì nó tương đối là nó thấp hơn. Thì như anh Toàn cũng có trả lời một cái câu hỏi đó là thí dụ mà mình đi cái conventional loan thì mình có thể mình bỏ 2, 3 người, 4 người vô đứng chung cái tên để mà mượn cái loan để cho nó đủ mạnh để mình mượn cái loan hay không. Thì nói thí dụ mà có nhiều người, gia đình đông, cha mẹ, anh chị em thì cũng có thể cùng nhau đứng tên trên cái loan để mà mình mượn. Thì sau đó thì mình như Toàn nói, sau đó 6 tháng ví dụ mà mình có thể chứng minh được là những người mà đứng chung cái loan co-sign mà không có phải là những người trả tiền thì mình có thể mình làm lại để mà mình rút tên họ ra khỏi khỏi cái title cũng như là cái loan, đúng không? No, actually là cái phần cuối là không đúng, because what I was saying is that usually let's say hai người không thể nào mua được một cái nhà, right? So basically nếu mình bỏ bốn người vô mình mua cái nhà đi, and then nếu mà họ muốn không muốn on title nữa, họ có thể lấy ra trong title, nhưng mà technically the debt is still with them, right? Okay. Nhưng mà trong năm sau hay năm tới gì đi, hai vợ chồng của người em muốn mua nhà hay gì đó thì cũng được, tại vì cái debt nó vẫn go with them, nhưng mà họ có thể prove là người anh hay người chị pay all the mortgage. So we can omit cái debt, là mình không có count cái debt của cái nhà hồi xưa họ co-sign. Đó, okay. Nó ngon là ngon được cái đó. Cái đó rất là hay nha. That is really good. Thì cái đó là nói đó là có nghĩa là mặc dù mình đứng mình co-sign, nhưng mà tương lai đó mà mình có thể chứng minh được á, mình mặc dù mình chỉ là co-sign thôi nhưng mà mình không có trả tiền. Mình có giấy tờ chứng minh, bank statement chứng minh rồi này nọ đó. Thì mình có thể hội đủ điều kiện để mình mượn một cái loan khác. Mặc dù bây giờ mình vẫn còn đứng co-sign chung cái nhà đó. That is really good. Okay. Is it okay to convert a home from primary to rental after the close of escrow? Basically, Fannie Mae, Freddie Mac, they have a set of rules where to claim own occupy, borrower must move into the property within 6 days of closing. But usually after 6 months or a year, you can convert to rental if you need to, let's say due to your job move or you have difficulty of paying yourself, you know, by yourself. So basically, they only audit the first 6 months. After that, you can do whatever you need to. As long as you don't default on the loan, you're fine. What will happen if you convert before 6 months? Don't try to do that, because if they find out that you never move into the properties, and this will cause a problem. They call they can call loan due. Basically, what loan due it does is that they say, oh, you know, you lied to us, so we want all the money back. So you have to refinance or sell the home to give all the money back to them. Thì như nói đó là khi mà mình mượn một cái nợ, ok, thì trong một cái nhà mình gọi là cái nhà mình gọi là primary residence thì để cho mình ở, ok, thì phải coi như là property within 60 days là mình phải dọn vô nha. Thì nhiều khi có những cái trong cái escrow, nhiều khi mình có những cái điều kiện với người bán á, là họ đòi mướn lại 30 ngày, 60 ngày, thì nhà băng họ vẫn đồng ý cho mình làm như vậy. Thì mình để mà mình dễ dàng mình nhận một cái offer để mà mình mua thì mình đồng ý cho cái người chủ cũ họ mướn lại trong khi họ tìm cái nhà khác. Nhưng cái chuyện đó là rất là thường, bây giờ vẫn đang hỗ trợ rất là nhiều người cũng đi trong cái vấn đề đó.
thì miễn là trong 60 ngày là mình phải dọn vô, và nói là sau 6 tháng thì mình lúc đó đó mình có thể mình đổi nó lại thành một cái nhà cho mướn, rental property, đúng không? Tại có những cái lý do như là nói mình đổi chỗ ở hay đổi chỗ làm này nọ thì những cái chuyện đó không thành vấn đề, mình có thể đổi cái đó thành là cái rental property. Nếu mà mình trước 6 tháng mà mình làm những cái chuyện này đó mà ngân hàng họ biết được á, là những khi họ bắt mình phải trả lại, hoàn trả lại tất cả số tiền họ cho mình mượn ha, là bằng cách là một là mình bán nhà, hai là mình phải refinance. Okay, and first time home buyer, elderly loan, or other financial support, other loan support. Basically, there's a lot of 55 plus home senior community. Elderly can buy in area with their own social security or retirement income to qualify. If they not qualify, they can add a cosigner if you know they cannot qualify. New grad, young engineer can be easily qualified for providing a diploma. And the first paycheck. So basically, there's a lot of people that they always thought that, you know, especially new grad, we should discuss this a little bit more, because a lot of people have this kind of question. A lot of parents call us and ask if they can qualify. Anybody like just graduate from engineer, nurse and stuff like that. So they just graduate and they got a job offer letter and they got a job. Technically, they can get a loan right away. They don't have to wait for 2 years. A lot of people are just saying, oh, you have to have 2 years in order to qualify. But if you just graduate and you have your diploma, you have an offer letter, you can technically go look for a house. As long as when we fund the loan, you have to have a paycheck to show that you already went to work. That's all. It is very simple and easy. Okay, thì cái này rất là hay. Có như là những cái chương trình mà họ hỗ trợ đó là có những chương trình mà coi như là những người mà trên 55 tuổi dọn vào những cái community mà cho dành chỉ dành cho những người trên 55 tuổi ở. Thì nhiều khi trong những cái community đó họ đòi hỏi là phải ít nhất là 85% cái người sống trong đó phải là trên 55 tuổi. Thì đôi khi nó cũng cái ngoại lệ như vậy, là khi mình mua một cái nhà gia đình mình ba mẹ trên 55 tuổi, mà trong cái community đó nó chưa có đạt được cái 85%, thì mình dưới 55 tuổi mình cũng có thể ở được. Nhưng mà nói thì những người mà trong cái những cái community này trên 55 tuổi thì cũng có được những cái hỗ trợ, có những cái loan nó tương đối là nó tốt, có những cái lãi suất tương đối là tốt, đúng không? Thì như nói, ví dụ mà mình gặp khó khăn thì mình cũng nên có một người hỗ trợ cosign để mà mình qualify mua nhà. Những bạn trẻ mới ra trường không, thì mặc dù mình ra trường theo cái dạng gọi là làm y tá hay là những cái ngành nghề khác cũng như là kỹ sư đồ này nọ, thì chỉ cần mình có được cái bằng ra trường, ok, thì mình có thể mình hội đủ điều kiện để mà mình mua nhà, miễn là trong vòng khi trước khi mà mình đóng cái hồ sơ mượn vay mượn á, mình có thể chứng minh ồ mình đã có được cái thu nhập, đây là cái paycheck của mình, thì chỉ cần show như vậy thì lender họ sẵn sàng họ cho mình mượn. Và bởi vì không cần thiết là mình phải đợi lâu mới ra trường, miễn là hội đủ điều kiện thì mình có thể mua được. Thì cũng như nói, không cần phải có 20%. Thì thành thử ra những anh chị em nào, những cái bạn trẻ nào mà mới ra trường đã có dành dụm một số tiền, thử số tiền khoảng chừng độ 30 mấy ngàn trở lên là dư sức mua nhà được nha. Ví dụ mà cái bạn bạn trẻ đó mới ra trường mà có thể làm nhận được một cái công việc trả cho mình 80 ngàn, 90 ngàn, ok, mà mình có khoảng 30 mấy ngàn, cái điểm tín dụng mình tương đối cũng nằm trong 700 mấy, ok, thì dư sức hội đủ điều kiện để mà mua một cái nhà 650 trở lên. Ok, Mẫn đã từng hỗ trợ những cái bạn trẻ như vậy, đao chỉ có 34 ngàn, tiền lương hàng năm có khoảng chừng 80 ngàn, ok, và điểm tín dụng tương đối cũng là tốt thì dư sức mua được. Thì thành thử là mọi người, thí dụ mà ai mà có con cháu mà trẻ hoặc là các bạn trẻ thì cũng nên tham khảo với những người realtor hoặc là những người loan officer để mà họ cho mình biết đủ thông tin để mà mình có thể mình mua nhà. Vì như vậy đó thì rõ ràng thấy cái thị trường này á nó lên rất là mạnh, cũng vì lý do là rất là nhiều bạn trẻ đi ra ngoài mua được nhà, họ hội đủ điều kiện để họ mua. Thành thử ra vì như vậy đó, cái thị trường giá càng ngày nó càng đẩy lên, đúng không? Thì ai mà nghĩ là mình có thể phỏng đoán được khi nào mà thị trường nó quay đầu á, thì phải chờ hết tất cả các bạn trẻ nó mua nhà xong hết đi, rồi lúc đó mình mới tính tiếp nha.
other lending practice, loan for wage earner and self-employed. This is a special program. A lot of time before COVID, during COVID, they kind of suspend, but it start to coming back right now. What it is that we already have, we cover FVA, FHA, and conventional loan already. They are required to have income to qualify. They are required tax return, W-2, pay stub, 4506, which is the tax transcript. However, there are some other options out there for 1099 employee and contractor. No tax return, no pay stuff, no W-2, and no 4506 tax transcript. This program allow 100% gift fund. However, borrower must have like a bank statement just for like reserve. They need to have around 6 months reserve. So let's say your monthly mortgage about $3,000 a month, you need to have 6 months in there, at least $18,000, because the rest of the money can be gift already. With 20% down, you can go with this program. Okay, so a couple questions regarding to this. What does it mean by 100% gift fund? So let's say a lot of people, you know, they own a company, or let's say they do nail, they do all kinds of stuff like that. They don't want to put too much money in the bank, so they can't really show it. So let's say the relative, let's say the down payment is $100,000. Her brother can give her $50,000. The other sister can give them $50,000. So they can give 100% gift fund. We don't even need to have any fund from them. Basically, all the down payment requires $100,000. Any relative can give them $100,000 down payment. It is okay. It's basically 100% gift fund. But they just need to have a small reserve in their bank account to show they have ability to make the mortgage payment and not default within the next 6 months. That's all. Okay. And Toy asked a question. Do the gift fund need to be sourced? No, gift fund doesn't need to be sourced. The best thing about gift fund is that, let's say gift fund going directly to escrow, you do not need to be sourced. But let's say gift fund, give it to you directly by check or by wire to you directly, they will need to be sourced. So when you buy a house, make sure you have to be careful. Usually any gift fund for conventional loan stated loan or this wage under self-employed loan, it doesn't need to be sourced at all. The only gift fund that need to be sourced is VA and FHA because they're government. Okay, so does it require like at least 20% down? Yeah, 20% down. Okay. Because this kind of program is kind of like most of it is kind of like a private loan, a private bank. They invest into this kind of loan. So basically they require to have a 20% down just in case, let's say the market went upside down or whatever, they don't have to, you know, they're not losing too much money. Okay, so what is the actual name for this kind of practice or loan? They have basically there's two type of loan. One is they call wage earner. So wage let's earner. Say okay. You work for like a nail shop or a restaurant. Basically, now they are a wage earner. So basically, those kind of is a little bit easier, because they just need to fill out a paper saying where they work and stuff like that. Employee, they just fill out where they work and what their position, when they start there, and that's about it. There's another one they call it for 1099 self-employed. Those basically a little bit harder, but it's still manageable. Usually you can qualify by, let's say if your business is really good, you can provide bank statement. And they just use, they add up 12 months, they divide by 12, and that's, they state whatever your income is. Or if you can't provide that, then you just have to provide something called profit and loss. Profit and loss probably easier to provide, because you just have your CPA or a tax guy just provide like, you know, do a profit and loss for you, how much you were making a year. The gross, how much the you deduct all those expense, and then the net, whatever the net there, they just divide by 12. So it's either or. So however you can provide.
So this is more like a stated income kind of thing, Yeah. right? Okay, so if it's a stated income, but you still need to either show the bank statement or profit and loss documentation, right? Is it like a 1 year or just within the year? That's for only $10.99. They have an option, but most of the time $10.99, let's say before I had a contractor guy where he actually makes sufficient money that he on average he make about $10,000 to $12,000 a month, and but a lot of time most people do 1099. They're not gonna report themselves making $10,000 or $12,000 a month, right? Because they're gonna pay a lot of That's tax. true. So a lot of time, most people doing 1099, they write off a lot of stuff that they use, expand, anything that they can write off, they will write off. So they report very little. That's why they couldn't qualify for a loan when they're trying to buy a house. So what we do is that, okay, we're not going to look at your expand. If you want to show a bank statement, you could. We just take 12-month bank statement and divide by 12, and we get that amount. Or sometimes people don't want to show bank statement, then it's basically they just can do a profit and loss statement, and we take the profit and loss too. So profit and loss, let's say you make $10,000 a month times 12, that's $120,000. And let's say you do, let's say most of them are like electrician, and they don't have any other expense beside let's say car expense or mileage and eating. So let's say all those added together, if on the profit and loss, say only like $10,000, then the income will be $110,000 divided by 12. So they get sufficient income to qualify. But if you use a tax return, then it's not going to be sufficient. So that's the best option. So the profit and loss, the CPA need to prepare that, and that gotta be for the 12-month period. Yeah. Well, technically, it's yearly. So let's say right now we're in 2021, right? They require to have 2019 and 20 profit and loss statement, and then 3 months year to date of profit and loss. How much do you make, and how much is your expense? So it's just year to date. Okay, that's really good. So meaning that you know any because I you know like you say anybody that do 1099 they try to deduct as much as possible and that end up Right. like affect the bottom line and then they may not qualify. So if they get ready to buy a home now they need to thinking about not try to deduct you know stuff and just be you know reasonable, right? If you're driving, you can claim that if you have meals, you know, all that. You just claim that you don't claim like, you know, other expenses, you know, like wireless, you know, payment, anything, right? Okay, that's really good. This is really helpful. So như nói đó, thì có một cái gọi là có phải nói là một cái chương trình rất là tốt cho những anh chị em nào mà làm về 1099 hoặc là những người mà gọi là coi như là làm chủ đồ này nọ thì khi mà làm những cái này đó thì cái hai cái chương trình mà VA với lại FHA hay là conventional á thì họ cũng đòi hỏi mình phải có đủ income để mình qualify, ok, và bao gồm là phải có tax return và như là cũng phải 2 năm thì phải W2 cũng vậy, mình cũng phải có pay stub 1 tháng hay là 2 kỳ, rồi phải có cái tax transcript là cái những cái mà mình đi khai thuế hàng năm, thấy không? Thì bên VA và FHA là như vậy. Nhưng mà cũng có những cái chương trình khác nó gọi là cũng nó vẫn gọi là wage earner hay là self-employed thì cho những dành cho những người nào mà làm về 1099 hay là contractor đồ này nọ thì cái chương trình này nó or more or less nó more like stated income, không cần đòi tax return, không cần đòi pay stub, không cần đòi W2, không cần đòi tax transcript, và cũng nói luôn mình cũng dư sức biết cái dân Việt Nam mình rất là giàu, tiền mặt rất là nhiều, ok, nhưng mà nó không có hội đủ điều kiện để mà dùng những số tiền đó để mà làm coi như là chứng minh là mình có tiền để mà mình down, thành thử ra mình có thể đi cái phương hướng như gọi là gift fund, có nghĩa là tiền cho từ anh chị em, đôi khi cho từ bạn bè cũng được, đúng không Toàn? Cái gift fund. Gift fund hả? Bạn bè thì nó cũng không có được kết gì mấy. Usually they want to be like a relative or a close relative. Close relatives, okay. So gift fund is usually from close relative, okay. Và như nói cái ví dụ mà cái tiền mình cần cái tiền down 100.000 đi,
mình bản thân mình không có đủ nhiều tới 100 ngàn thì mình cũng có thể dùng cái gift fund của bà con bạn bè, bà con, ok, anh chị em trong nhà cha mẹ rồi này nọ, phải không? Và ngoài ra mình cần phải có đủ 6 tháng tiền reserve để mà mình trả cho cái tiền nhà, thì cái số tiền đó thì tương đối cũng dễ hơn là cái 100% tiền để cho down payment. Ok, thì và cái này nó cũng đòi hỏi luôn là mình phải đi ít nhất là 20% down. Thì đó, thì những anh chị em nào mà có 20% down, nhưng mà 20% đó 100% là từ người thân rồi, ok, miễn là cho trong băng của mình có đủ 6 tháng tiền trả tiền nhà thôi, là như vậy là đủ. Thế không thì Việt Nam mình rất là khôn khéo cái vấn đề mà có thể mà luồn lách đi qua để mà hội đủ điều kiện này thì tương đối nó không có khó ha. Ok rồi, để có cái để mình trả lời một số câu hỏi ở trong đây ha. Ok rồi, cái câu hỏi của Nick, của anh Bắc ha, cũng trả lời cái đó. Anh Bắc nè, anh Bắc có hỏi cái câu gọi là it will take 2 to 3 years for them to remove their name from the loan. I think like this is they don't remove their name from the loan, but they have to refinance, right? Right, Tom? Yeah, I mean, when you take someone off the title, they just off the title, but the loan they still stick with them forever until they refinance or some way somehow in order to take it out. The title is you can take people out the title really quick, but loan to take it out, you actually have to refinance or something like that to take it out. But even if you there, it's okay. Let's say you help out your sister and brother to buy a house. Even the loan still there is still fine, because technically, let's say a year later you buy another house for yourself, your brother and sister just need to show 12 months of cancel check to show that they make the mortgage payment and have nothing related to you. You're not related to any of those monthly payment at all. Then what the lender do is called they click on the word omit. When they omit, meaning that's not your debt or liability. It's just basically you used to co-sign for them, but now they have ability to make their own monthly payment. You're not related to that, so basically they can just omit. So you can qualify for something on your, on your own if you're buying something for yourself. So how long I have to wait for that? So a year? A year, because technically they need 12 months cancel check. Okay, right. Thanks. Toàn có thể can you explain a little bit more what does it mean by cancel check, because like we have audience Cancel may not check understand. mean, let's say your brother make a they write a check to the lender every month to make a mortgage. So basically, when the lender cash, there is a on the back there's a stamp. So basically, let's say you pay a check to somebody, you go to your bank account and you click on that check. If it's already paid, you see that they have the front and back, and it has all kind of stamp. It's already cash. So you should need to provide like 12 of those, and you're fine. But let's say a lot of people, they do automatic withdrawal. Yep. Then your brother or sister need to provide 12 months of bank statement to show that that item withdraw every month from your brother or sister account. Okay, that's great. That's great. Mm-hmm. So another question here is from On. How long does the gift fund have to be in the bank account? So let's say if someone's going to give you a gift fund to close on a transaction, we do not need to be sourced if the gift goes directly to escrow. So let's say you're buying a house for $500,000, your parent give you $100,000, the house already in escrow. At the time of you signed up, your parent just need to wire $100,000 to escrow, and we prepare a gift letter saying your parent give you $100,000. On the gift letter, there's a bank account, and your parents just need to sign that, and you need to sign that, and that's all. They don't need to be in your bank account. But if for some reason you want your parent to give you the money and you want it to be in your bank account, then it can go into your bank account. That's fine. But we need to source the fund, and your parent have to provide 2 month bank statement to show that they have the ability to give. A lot of people don't want to get involved with bank statement; they just wire directly to escrow. Yeah, thì that's a good reason. Don't, when you actually purchasing a home, you get in contract, you get in escrow. Don't move your money around. That's the worst thing that you're gonna do. Okay, don't move your money around.
Just if you need to, just send that money directly to escrow. So that's gonna save a lot of headache, especially when it's go under underwriter, right? So because they need to find out where this money come from, and then they have to balance that with another bank statement and so on and so on. So try not to move the money around during the escrow time. Okay. So that's pretty much it for all the material. So now we are open up for any additional questions. Anybody have any, any question, anything, just raise your hand and we can have a little chat. Rồi Thương, em có cái question gì không? Dạ, chào anh Mẫn và anh Toàn. Cho em hỏi thì conventional loan á, là chỉ có 10% down, 15% down, chỉ là cho cái primary home or second home or a third home. That's for primary home only. Nếu như mà em muốn mua cái nhà thứ hai, thứ ba thì em down khoảng tầm 20% được không anh, hay là phải là trên 20% thì lender nó mới approve cái loan của em? Hồi xưa là basically hồi xưa là investment nó cho 20% down. Bây giờ nó muốn người ta làm at least 25% down. 20% down nó cũng có thể làm được nhưng mà nó hơi khó, nhưng mà nếu mà mình có thể làm 25% down thì that's even better for investment properties. Yeah. Okay, so the question is that if you buy a second home or mm-hmm. the third home, but mm-hmm. consider those as investment property, right? You need mm-hmm. to minimum 25% down, right? Mm-hmm. Actually, we need to be have a little clarification about this, right? Mm-hmm. I heard that you told me once, Thuan, that the second home that you buy, right, mm-hmm. if is lesser value, that home cannot be or can be a primary resident. No. Let's say you currently live in a condo right now, right? And you upgrade mm-hmm. to a house, that's considered primary, and okay. the condo will be for a rental. A rental. Or let's say you already have a house, which is like, let's say only 1,100 or 1,200 square feet, and your family is growing, and you're buying a 3 or 4 bedroom house, which is like about, let's say 1,500 or 2,000 square feet, you can claim it own occupy also. Or sometimes people, let's say they already have a house in the not so good neighborhood, and they move like 30 mile or 20 mile away from their current house in a better neighborhood for the school district, they can claim it own occupy also. In that case, then you can do 10 or 15% down if you qualify for own occupy. They just need something called motivation letter. What a motivation letter does is that you have to express yourself. Why are you moving to this house? Why are you buying a different house that claim to be owner occupy? Yeah. So meaning mm-hmm. that if you buy a lesser value home, they won't consider that as a primary home, but they consider that as a primary, as a rental? If the house that you buy is less than or worse than your current home, it has to be investment, because they said there's no way you're going to move to that property, right? Because the value is less, is in like a not so good neighborhood. So why are you occupying that property? Why don't you occupying your current property? But if you upgrade, then yeah, it's considered owner-occupied. But if you downgrade, it's considered investment. Okay, so that's mm-hmm. also meaning that sometimes that we think about, hey, if I buy a second home, but I know that I'm going to use that home for rental, but I want to take the benefit of mm-hmm. low down and also better rate mm-hmm. and kind of claim that that's a primary home owner-occupied. So it probably doesn't work that way. Underwriter mm-hmm. will know, right? Yeah. They asset assessment the home price and home value compared to the current property, and they will know that. Sometimes there's a rule for the second home though. If it's really like 100 miles from where you live, and in like a community or in something, let's say most people in let's say San Diego or or Orange County, right? And they want to buy a second house in Palm Spring, they could do that because it's 100 miles from where they live. They can do it as a second home. But if you buy another house within like a 50 mile, 80 mile range, and you say a second home, they're not going to believe you unless it's a
it's a better house or like a higher a value, so then you can claim it owner occupy. Okay. Thương, do you have any okay. more question, em? Dạ, có thêm một question nữa là em muốn hỏi là ví dụ mình muốn cash out cái ngôi nhà đó đó thì cái nhà mình vẫn còn nợ là 50%. So mình muốn cash out đó thì cái interest rate á, thì nó được tính như thế nào anh? Nó giống như là compound interest hay là nó chỉ là cái simple interest? So cash out thường thường là you can cash out up to 75% of the property value. Mm-hmm. And nó là amortization thôi. Dạ. Yeah. Nó cũng giống như mấy cái loan cũ thôi, nhưng mà cash out thì up to 75%. On occupy cash out thì cái interest nó cao hơn một chút xíu, but not too much, like an eight thôi. Giống như bây giờ thị trường bây giờ là interest cỡ 3 chấm đi, mà mình muốn cash out thì nó cỡ 3.125 thôi, vậy thôi chứ nó còn không có gì đặc biệt. Dạ, dạ. Vậy rồi em hết câu hỏi, em cảm ơn hai anh nhiều. Alex có một cái câu hỏi toàn trả lời giùm hành. Can you talk something about forbearance and how long for a person who has forbearance to be fine? So forbearance là bây giờ là you know they keep going on and then forbearance nó biến thành eventually they biến thành later thì nó có thể làm something loan modification if you cannot pay for it. But nếu mà muốn refinance là you have to catch up. Nếu mà let's say bây giờ mình muốn refinance to a conventional loan đi, là giống như mình 10 tháng rồi, 12 tháng gì mà không trả mortgage, mình thiếu nó 20 ngàn đi, mình phải trả nó 20 ngàn. Xong rồi á, là cỡ 20 ngày sau, 15, 20 ngày sau, 30 ngày sau, nó sẽ update on cái credit report. Once nó update on the credit report, là mình có thể refi. Okay, thank you very much. Rồi, cô Hiếu có question gì không cô? Cô định hỏi là ví dụ cô muốn mua về Cali, nhưng mà giờ trước mắt cô không muốn ở nhà thuê, cô mua cái nhà mobile home để cô ở. Sau đó là cô tìm hiểu cô mua một căn single house giá trị cao hơn. Thì cái căn sau cô có được tính là first time home buyer loan không? Dạ được, cái đó được. Tại vì á mình upgrade to cái nhà ngon hơn thì nó sẽ là vẫn là first time home buyer, hoặc là nó cho nên cái đó nó cũng dễ lắm, nó miễn sao mà nó owner occupy á, owner occupy là cái rate nó good à, không cần cái khoảng cách nhà cũ nhà mới bao xa phải không ạ? Không, có nhiều khi họ có nhiều người hồi xưa họ mua ở Texas đi, họ đi về đây họ ở, họ mua cái mobile home xong rồi họ nói cái 2 tháng sau họ nói họ thấy mobile home không good, bây giờ họ mua cái owner occupy nhà họ ở, họ nếu như mà họ đủ điều kiện họ có quyền mua, không ai cấm hết. Nhưng mà có được hưởng cái tiêu chuẩn cái loan mà cái first time home buyer không ạ? Được tiêu chuẩn luôn. Dạ, cảm ơn ạ. Có nhiều người you know, there's some people that asking about you know what is the benefit being a first time home buyer. Does that mean low interest rate or is there any other support, you know, financially? Hồi xưa thì first time home buyer thì nó được cái là cái interest nó thấp một chút xíu, hoặc là nhà băng nó cho mình chút xíu tiền closing cost. Nhưng mà nhà băng của mình thì basically first time home buyer với lại primary owner occupier, we give them the same rate and we give them closing cost anyway because they already bypass the broker. Không có đi với người broker thì họ đi thẳng với mình, thì mấy cái mình cho bao nhiêu dư tiền closing cost mình cho họ hết. Cho nên á, nhiều khi họ đã có nhà rồi hay là họ đã có nhà before first time home buyer đi, bây giờ 3 chấm. Nếu mà họ là primary đi, mình vẫn cho 3 chấm chứ mình không có mark up cái rate. Nó được cái vậy. So benefit thì nó either way nó cũng như vậy thôi. So just want to summarize that, you know, because Thuan's company is a direct lender. He doesn't have a broker, a middleman in between. So anybody gonna go with him will benefit from you know, a lot of you know credit back and really good rate and all that. So that you know if you either a first time home buyer or you just you know just like you know buying your second home and so on. You still, you know, benefit from get a good rate, you know, either way, right? Mm-hmm.
Okay, right. Alice have a question. What elements determine interest rate and what elements determine the loan amount? Do you understand that question? Or we need a little bit of clarification? The interest rate thì nó based on LTV, loan to value. Mình down nhiều thì cái interest rate nó sẽ thấp hơn một chút xíu. Nếu mình down ít thì cái interest rate nó cao hơn một chút xíu, tại vì nó có something called pricing adjustment. So nó adjust according theo cái credit của mình. Nó adjust according to bao nhiêu phần down của mình. Đó. And also like I know that you know, with bigger bank like Bank of America or Chase or Wells Fargo, right? Mm-hmm. Sometimes that if you have like an investment account or if you make a direct deposit mm-hmm. or if you move in like a $250,000 into mm-hmm. the account, you get a quarter of a point or an eighth of a point. Mm-hmm. After you closing, you move in another $250,000, they give you another eighth of a point. Mm-hmm. Thing like that, improving your overall you know, interest rate. And that's mm-hmm. just a kind of way that, you know, big banks that try to get more money into their institution. Mm-hmm. Doing so, well, you know, so if you want to go with big bank, go and talk to them. They will give you a lot of, you know, different options. Let's see. Toy has a question. Are there down payment assistance program available? Back in the day, they do, each county, they have their own down assistance program. But now, since you know the housing market is so tight, they don't have those kind of stuff anymore. But eventually, if you look at it nowadays, they still have something out there they call the Wish Foundation, Wish Program. They still give you about maybe 3 to 5% down if you can qualify. But those are you have to find out and try to apply yourself, and they will interview you and there's a set of income that you have to qualify. So those are a little bit harder because the Wish program is basically a lot of rich people, they donate money into that Wish program. And basically they're trying to help people obtaining house. So right now I know that's the only one available. It's called the Wish program. Okay, really good. Anybody have any other questions? Seemed like a lot of good questions, and Anton was like super answering those. Okay, so Toy again, is that a grant or do you have to pay back? The Wish program, you don't have to pay back. If you qualify, they just give it to you and you don't have to pay back. Very generous. Bác có câu hỏi. Yes, go ahead, Anton. Nếu mà an toàn, nếu mà mình muốn mua cái rental property á, thì mình down 25%, nhưng mà bây giờ cái interest thì nó khoảng bao nhiêu ạ? Rental property interest cỡ around like 3.5 đến 3.875 depend on cái credit của mình. Nếu mà credit của khoảng 740 đổ lên thì chắc khoảng 3.5 ha. Yeah, let me see. Let me pull up the rate sheet real quick, make sure. Thì trong khi anh Toàn coi đó thì như nói đó, anh Toàn rất là chuyên về tất cả mọi chương trình vay nợ đồ này nọ, và coi như là tiền lời tiền lãi của anh Toàn là lúc nào nó cũng là tốt nhất có thể, và anh cũng có những cái đường lối mà mình có thể lấy về rất là nhiều credit khi mà mình apply cái loan cho cái công ty của anh. Mẫn đã hỗ trợ rất là nhiều người khách, nhiều khi cái tiền mà tụi Mẫn hợp tác chung với nhau mà có thể kiếm về được cho khách nhiều tiếng hoàn toàn là almost paying off the closing cost, almost paying off the closing cost. So, you know, going with the direct lender is one of the best thing that you should do. When you go with lender that actually, you know, have a middleman, you know, sometimes you have to pay, you know, a little bit more because they actually, you know, hike the points a little bit. Okay, go ahead and talk. Yeah, so the interest rate has been changing a little bit for investment. Hồi xưa investment cỡ 3.5 thôi, nhưng mà recently investment they move up to 3.75. Fannie Mae, Freddie Mac nó mới have a new hit on investment, so they try to discourage people from buying investment home because a lot of people cannot even buy a house right now. So cái interest rate, yeah, they did raise a little bit on the investment a little bit, but most people who invest, they don't really mind.
Okay, cảm ơn anh. Yeah. Okay, so Troy also have a question. Under conventional program, are their rates the same whether you put 10, 15, or 20% down? 10 and basically interest is different between on how much you put down. Nếu mình bỏ 20% thì cái interest nó thấp một chút xíu. 15% thì nó actually, cách nhau cả một 15 với 20, 10 với 15 nó cách nhau about maybe about an 8 from the 20%. So not too much. Okay, but so if you want to buy out MI, it's usually different by a quarter. Okay. Okay. Mm-hmm. Good. So Tori, the different like about an 8 point. And if you can you repeat the last part, the PMI? Let's say if the lender buy out the PMI for you at 15%, it's different between like about a quarter. Okay. From the regular 20%. So it's not a big deal. A 20 different by a quarter, you talk about maybe about $50 different a month. Not too bad. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Really good. Okay, rồi. Anybody else? Oh, okay. Actually, cô Hiếu, you have more question, cô? Cô muốn hỏi là cái interest rate của mobile home nó khác single house không? Và ví dụ như cô down vô 10% nhưng mà chỉ vài tháng sau cô có thể down vô để đủ 20% thì cô có bị phạt vậy hay không? Và có chương trình nào như vậy hay không? Cháu không có làm mobile home, nhưng mà mobile home á, là interest rate nó cao hơn á. Mobile home á, là nó Fannie Mae, Freddie Mac nó không có phân cho mobile home. Cho nên mobile home á, on average cái rate của nó là cỡ 8.99 đến 13 chấm. Tại đa số mobile home, nhà mobile home nó chỉ có 100 mấy ngàn thôi. Cô định hỏi cái ví dụ như cô đào vô 10% nhưng sau đó vài tháng cô bỏ có thể bỏ thêm tiền vô. Có cái chương trình nào về hay không để cô giảm cái lãi suất á? Cô làm như vậy không được, nó bắt cô. Nếu mà cô muốn làm như vậy thì cô thà cô refinance lại. Tại lúc mà cô mua nhà đó là mà cô chỉ có 10% down á, thì cái interest nó đã như vậy rồi, thì nó tính 30 năm luôn rồi. Còn nếu như mà mình giống như mình có 10% down nữa thì mình nên refinance cái nhà mình lại, chứ giờ mình có bỏ vô tiền thêm á, nó cũng không có giúp đỡ gì cho mình gì hết. Cái payment nó vẫn nhiêu đó à. Nhưng mà nó recast, finish sooner right? Thôi. Yeah, can she do the recast? No, it's better to do refi. The refi, okay, so mm-hmm. The recast. Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay. Rồi, cô còn câu hỏi gì nữa không cô? Cô định hỏi là nếu mà refinance như vậy, tại vì thực sự cô đang lưỡng lự, ví dụ như cô muốn mua một cái căn nhà giá cao, mm-hmm. Rồi nhưng mà cô đau hơn 10% thôi để cô được mua nhà giá cao, nhưng mà sau đó cô thu xếp cô có thêm một khoản tiền cô có thể trả liền cái đó, nhưng mà bây giờ cô chưa thu xếp được, thì có cái cách nào không, chứ refinance lại như vậy thì nó lợi như thế nào mà không lợi thế nào, tức là phải tốn kém như thế nào? Đa số refinance lại lúc mình mua nhà thì nó tốn kém hơi nhiều, tại vì người seller họ chọn cái title, họ chọn cái escrow thì nó hơi mắc. Nhưng mà nếu mà refinance lại thì ra nó không có tốn kém gì đâu, nhiều khi nó free luôn nữa. Giống như hãng của cháu là nó contract với title đi, title nó chặt cái flat fee chỉ có 350 thôi ha. Escrow nó chốt flat fee có 600 đồng à. Còn purchase với refinance, purchase thì mình trả tới 5-6 ngàn bạc lần. Nhưng mà refinance nó rất là thấp. And nhiều khi nếu mà cái file đó của cháu thì giống như cháu cũng có giúp nhiều người lắm. Giống như là họ đã mua nhà, bây giờ họ chỉ có 10% down giống như cô vậy đó. Xong rồi họ đi mua nhà, họ được cái nhà họ thích, họ mua liền, chứ họ không có đợi được. Xong rồi 6-7 tháng sau họ bán được cái nhà bên Việt Nam, họ đem tiền qua. Họ có thể refinance lại, thì nhà băng của cháu nhiều khi nó không có charge cái underwriting với processing nữa, họ chỉ trả escrow title tổng cộng hết chắc cũng cỡ 1,000, 2,000, 3 gì thôi. Mà nhiều khi mình có nhà băng á, giống như cô đi thẳng với tụi cháu á, là tại tụi cháu là direct lender với làm wholesale với retail, là đã bypass mấy người broker rồi. Giống như ẩn sao, giống như interest 3.125 đi, ẩn sao nó có dư giống như 2-3 ngàn á, nó cho người broker, nếu mà người broker đã đem cái loan submit cái loan vô đây, nhưng mà cái tiền này á, bây giờ không có broker, nó có thể cho cô, nhiều khi coi như cô không có tốn đồng bạc nào hết luôn. À,
Anh Toàn với lại Mẫn có làm ở Bắc Cali không à? Cháu làm hết tất cả Cali luôn á. À, vậy là làm ơn cho số điện thoại với cái contact. Ok con, rồi con. Cảm ơn rồi, nhiều. Thay đổ, em có question gì? Nói đi em. Thay ly hay là em có cái gì khác không? Thay ly đổ nè. Còn không có thì mời mời anh hỏi nha. À, dạ, chào anh Mẫn với anh Toàn. Em muốn hỏi là em nghe bạn em nói là có physician loan, tại vì nó là bác sĩ, nhưng mà nếu mà mình không phải là bác sĩ mà ví dụ mình là dentist hoặc là pharmacist thì mình có qualify cho cái physician loan không? Lại cái physician loan đó nó khác gì với lại cái conventional loan? So basically có nhiều cái lender, nhiều khi mình là professional á thì nó cho mình chút đỉnh the closing cost rồi đó. Giống như bây giờ hiện tại bây giờ giống như cái rate là nó cho là 3 chấm đi thì mình cũng mình cho 3 chấm. Xong rồi giống như nếu mà mình là professional giống như nurse hay là physician đồ này kia thì nó try từ một á là nó waive cái underwriting với processing. Còn hai á, là nó cho mình thêm chút đỉnh để closing cost để cho nó có lợi cho mình như vậy thôi. Chứ thiệt ra cái đó là nó mấy nhà băng nó ưa giống như promote cho mấy người mà professional first responder out there như vậy thôi. Rồi Thì là cái đó là giống như một chị là dentist đi, nếu mà chị là dentist đi, chị cũng thuộc về trong cái first responder với là professional á thì giống như 3% đi. Nhà băng em nó có 1.095 với lại 595 là processing, tụi em có thể remove that, so chị không có cần trả nhà băng đồng bạc nào hết đó. And then nhiều khi á nó có dư closing cost ở sau á, giống như 2.000 tụi em cho chị luôn, so chị có thể cover được escrow với title đó. Nó đặc biệt, nó đặc biệt cho cái đó đó. có nghĩa là nó không có phải là nó có cái chương trình cho mượn nợ nào cho những người professional, mà là chỉ là những cái discount để mà nó giảm Discount bớt với một số promote by tiền the bank thôi. promo thôi, chứ nó thì nó không có chương trình nào như vậy hết. Đúng. Và cái đó trả lời được cho anh chưa, có question gì nữa không? Dạ, cảm ơn anh. Thali có ready để hỏi chưa? Ok, rồi họ trả lời cái câu hỏi của Alex nè. Alex hỏi là for people who want to buy a mobile home, is it harder to get a loan? Mobile home is very hard to get a loan. Nếu mà mua new mobile home á thì mấy cái hãng new mobile home đó thường thường nó có cái finance company nó finance ở đằng sau. Còn nếu như mà giống như mình mua mấy cái existing mobile home mà trong cái park rồi mà nó bán á thì nó rất là hard. That's why a lot of time mấy người mua mobile home á họ 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 trả tiền mặt không à. Còn nếu như mà mình mua nguyên cái mobile home mới á mà nó sẽ thì nó đặt xuống cho mình á thì mấy cái hãng nó bán á nó phải finance cho mình nhưng mà interest nó mắc lắm, cỡ 8.99 cho đến 13.99 lận á. Ok, rồi. Right. Anybody else have any question? Ok, last couple question. Ok, nói đi em. Kelly? Rồi, em có cái question gì không? Ok, rồi. Nếu mà mọi người không có question nữa đó, thì I really appreciate everybody for your time. And also thank you, Antoine, for spending time with us. And hey, wish you have a fun time in Hawaii, and bring back some, some cool photo, right? Definitely. Enjoy your time, right? Yeah. Okay. Right. Thank you, everybody for joining with us today, and have a great weekend. Okay. All Okay, right. bye Have a bye. nice weekend, everybody. Happy Easter. Happy Happy Easter. Easter. Okay. Okay. All right. Thank you. Bye. Bye.